Trấn Thành có động thái với Harry Won ngầm đập tan tin đồn hết hợp đồng sắp ly hôn. Mới đây, trên trang cá nhân Harry Won đã đăng tải loạt ảnh du lịch với hội bạn Phú Quốc, nhan sắc ngày càng mặn mà của bà xã Trấn Thành nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Đáng quan tâm hơn hết là bên dưới bài đăng của Harry Won xuất hiện bình luận của Trấn Thành với nội dung Bộ này đẹp quá nhà vợ. Động thái này được nhiều cư dân mạng cho rằng nam MC muốn đập tan tin đồn mà nhiều người truyền tay nhau trước đó. Theo đó, cách đây ít ngày, một vài fanpage chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ đăng tải bài viết đặt nghi vấn Harry Won và Trấn Thành hết hạn hợp đồng và sắp công bố ly hôn. Nguyên nhân vì dạo gần đây, cư dân mạng không còn thấy hai vợ chồng đăng ảnh cùng nhau hay xuất hiện ở các sự kiện. Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Trấn Thành Harry Won vướng phải tin đồn ly hôn. Trước đó, cả hai từng nhiều lần bị đồn ly hôn nhưng chưa một lần lên tiếng. Thay vào đó, cả hai đăng tải hình ảnh thân mật bên nhau thay cho những thắc mắc của cư dân mạng. Trấn Thành và Harry Won đã kết hôn vào tháng 12 2016 sau khi công khai hẹn hò. Thời điểm đó, cặp đôi vướng không ít tranh cãi, thậm chí nhiều người cho rằng đây là chiêu trò PR tên tuổi của họ. Vượt qua những sóng gió tình cảm, bộ đôi diễn viên gắn bó cùng nhau và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi cuộc sống vô cùng hạnh phúc như hiện tại cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và không ngại đăng tải những hình ảnh khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân